Ok, hello anh em, chào mừng anh em đã trở lại với channel của Ricky mình. Đúng ra cái clip này là tôi sẽ không có đăng đâu bởi vì clip này thua. Nhưng mà tại vì tôi cày cái thằng rừng bên team tôi quá cho nên tôi phải đăng lên cho anh em xem. Đây là một trong những cái trận thua của tôi. Đúng ra là thường là những cái trận thua là tôi sẽ không bao giờ đăng đâu. Nhưng mà nay tôi phải đăng thôi. Thì anh em nào lần đầu ghé kênh YouTube của tôi ủng hộ tôi một lượt đăng ký kênh nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Đó, bây giờ mới nói là làm clip rất là khó, không phải kiếm một cái trận để thắng mà đăng lên mà đẹp mắt là dễ đâu anh em ơi. Trong cái trận đấu này là tôi đi đường với lại Yuka nha anh em. Yuka thì khỏi phải nói rồi, cái chất tướng Yuka là không bao giờ ăn được Wii luôn. Cho dù Wii có bị feed một mạng đầu game cho Yuka thì nó vẫn không thể nào mà ăn được. Bởi vì bây giờ đầu game thì Yuka nó cũng yếu hơn Wii rất là nhiều. Bởi vì Wii nó có cái khả năng tạo song giáp. Đây có đồng đội tôi lên gan đi. Yuka rất là nhanh tay luôn. Đầu game thì tới thiệt chứ không chỉ đây riêng đầu game thôi, từ đầu tới cuối game Yuka nó đều dưới kèm Wii hết. Tôi đã có từng gặp với lại idol Trần Bình rồi. Tôi cũng lấy Wii tôi bón hành cho Trần Bình rất là nhiều. Ôi mù mắt anh em ơi, không có lướt qua tường, tường dày quá. Tôi định KS cái con bọ đó. Đi đường với Yuka thì cũng khá là khỏe thôi anh em ơi. Tôi không phải hướng dẫn nhiều bởi vì cái chất tướng nó thua hoàn toàn rồi. Cứ lên full dam mà vả vô mặt nó thôi anh em ơi. Đây, có chiều cuối là lụm cái màn đó luôn. Ui, trời ơi. Anh niên rượu đâu ra đi. Dán này team bạn chăm sóc đường top hay bị kỹ nha. Hồi nãy là thằng già ít nít rồi xong tới con rượu nó lên nó chăm sóc tôi. Anh em xem đi rồi anh em biết cái ván này là vì sao tôi thua nha. Cái ván này đúng nghĩa là nó minh chứng cho cái câu là không phải cứ trang phục đẹp mà đánh hay. Nhiều khi là vô đánh thấy mấy thằng bên team địch nó xài trang phục cùi cùi chứ mà nó nguy hiểm lắm nha anh em. Còn đồng đội mình xài trang phục nhìn rất là uy tín luôn nhưng mà đánh rất là cùi bắp. Thanh niên Yuka là nãy giờ là không dám lên cao quá đường sông. Có cái con tà thần mình nó bắn thì cũng hơi đau phụ đam. Cho nên nếu như mà bên nó mà ăn được tà thần á thì anh em cũng hạn chế giao tranh khi mà chưa giết được con tà thần đó nha. Bởi vì cái lượng sát thương của con tà thần nhỏ này bắn vào người mình rất là đau. Thanh niên già nó lại lên nó găng tôi nữa anh em ơi. Thanh niên Narok đã bị Yuka hạ gục. Đây vô xin cái bộ đỏ luôn. Ây da trời. Thằng Yuka này nó điếm quá anh em ơi, nó khôn quá, nó biết tôi nhảy ra đó. Nhiều pha tôi chưởng hơi là mù mắt anh em thông cảm nha. Bởi vì nhiều khi là cũng U40 rồi anh em ơi, cũng già rồi, kỹ năng nó không còn, mà tay chân nó không còn nhanh nhẹn như là mấy lớp trẻ nữa, cho nên nhiều khi nó cũng mù mắt, anh em thông cảm. Đây là bậc răng 9x nha anh em, bậc răng 9x chiến tướng thì để leo lên bậc răng này là cũng hơi mệt mỏi à. Sắp reset răng rồi, ráng leo cuối mùa coi đền được nhiều sao, ráng lên 100 sao coi. Ở đường dưới nó găng rất là đông luôn. Thanh niên già nè, nó khỏe quá. Đây, tới hỗ trợ. Mày, ui, nó đẩy tôi ra nè mày, nó đẩy tôi ra. Lùi về, lùi về, lùi về thôi. Farm đi. Ôi, thanh niên na bị gấu hành dữ rồi trời. Ôi, gấu này nó làm loạn rồi em ơi. Thanh niên Narok đi rừng ván này là thọt tiền hơi bị nhiều nha anh em. Nó đi rừng kiểu này là chết rồi. Đi rừng mà kiểu mà thọt tiền như thế này thì làm sao mà găng được cho team. Cho nên cái vị trí đi rừng á, không có phải là găng nhiều, ăn mạng nhiều là ngon đâu. Cứ tập trung farm, ăn mục tiêu lớn là được rồi. Thanh niên Narok này là chắc là không coi clip của tôi hướng dẫn đi rừng rất là bài bản luôn. Đi rừng mình không nhất thiết phải ăn mạng nhiều, nhưng mình phải ăn mục tiêu nhiều. Đó, cướp bùa đỏ đi. Ăn mục tiêu, ăn trụ, ăn tà thần, ăn rồng gì đó, ăn nhiều vô. Thằng Diêu đây. Narok. Ôi nà nó non quá anh em ơi. Nà nó lại bị gấu gõ đầu nữa rồi. Gấu mất quả cầu nha. Đây, bấm quả cầu luôn. Lấy phải lấy mạng gấu mới được, lấy mạng gấu này, gấu vô đây. Gấu vô đây đó, lấy mạng gấu luôn. Rồi pha này tôi hết chạy rồi anh em ơi. Gặp già lụng nó bao dây tôi rồi. Khó chịu quá, khó chịu quá. Một pha cân hai quá đẹp anh em ơi. Nhưng mà tiếc là thằng Na nó quá ngu. Nó quá gà. Na trang phục skill kill lua, trang phục hợp tác gì mà đánh quá là non anh em ơi. Bởi vì tao nói là đâu phải là có trang phục đẹp là thể đánh hay đâu đúng không? Cho nên đừng bao giờ mà nhìn vào trang phục mà đoán cái kỹ năng của người chơi nha anh em. Có nhiều đứa nó cầm trang phục mặc định,
nó không có trang phục luôn đó, mà vô nó đánh nó múa rất là lạ lướt. Còn mấy thằng như thằng Na này đánh hồi rất là quải. Đây là răng cũng chiến tướng mà sao kỹ năng nó kỳ dữ vậy trời, giết thằng gấu trong trụ rồi em thấy không. Tôi bây giờ tôi rất là khỏe rồi, nhưng mà ván này tôi thua, tôi rất là cay. Thua là do thằng Na nó quá non nha anh em, chứ nếu như mà anh em thấy một cái đường top mà lợi thế như thế này thì người đi rừng rất là khỏe luôn, họ chỉ tập trung họ găng phía dưới, họ ăn mục tiêu họ đẩy rất là mạnh luôn. Nhưng mà không, thằng Na này nó không có biết cách đi rừng rồi anh em à, nó mua trang phục chi rồi nó chơi cái kiểu đó. Mày ráng mày farm đi mày ơi, mày đi rừng mà mày thọt kiểu đó làm sao mà mày gánh tim. Cái vị trí đi rừng rất là quan trọng luôn đó. Nãy giờ nó là 0-2 đó anh em, tiền nó chỉ cao hơn thằng SB chút xíu thôi, còn lại là nó thọt hết hoàn toàn. Đi rừng kiểu này chết rồi. Lên cái nanh rồi, đeo đi nấp đây. Đây thanh niên gấu nè, thanh niên gấu nè. Giết thanh niên gấu, giết thanh niên gấu. Đây có mạng gấu nha. Lùi về, lùi về, lùi về. Thằng Na công nhận cái nó ra vào giao tranh rất là non tay luôn em ơi. Tôi đã lao vào trước rồi mà nó vô nó bị thọt cái nè. Còn chút xíu máu à. Quá là non. Nãy giờ KDA của tôi là 6 mạng rồi, mà team tôi he 8 mạng thì tôi ăn hết 6 mạng rồi anh em ơi. Hai mạng kia là của Tulen. Còn Na với lại Elsu thì coi như là bỏ đi. Ván này thì rất là khó mà thắng. Bởi vì đây đúng là cái bắt thằng gấu được. Gấu nó thấy quy giống như nó thấy cọp vậy đó anh em ơi. Thấy quy là nó sợ lắm, nó chạy. Thôi lùi đi, có thằng Slim nguy hiểm, ăn cái lao cơ khí của nó là đứng cứng ngắc luôn. Cứ đẩy lên thôi. Thằng Na, nếu mà thằng Na mà tôi nghĩ nếu mà tôi mà là thằng Na ván này mà tôi mà thọt quá ra tôi sẽ đi đẩy lính. Tôi chả giao tranh làm gì nhiều. Nó lại vô rừng nó phá, nó cướp bóc gì bên đó, bị đồng đội bên, bị đồng địch bên nó dí đập. Nếu mà một thằng Na mà thọt mà biết chơi á, nó sẽ đi lính. Nó tách đội hình ra. Nó phá hoại đội hình team địch, chứ nó chả có giao tranh làm gì nhiều. Tại vì thọt rồi giao tranh chắc chắn là sẽ không lại. Đó thấy chưa, nãy giờ anh em thấy một mình tôi, nếu như mà một đội hình mà có con quy như tôi mà đẩy một đường top lên bên nó là sẽ lợi thế rất là nhiều. Ui, thằng già ghê quá. Thằng già công nhận nó làm chậm ghê thiệt anh em ơi. Nhìn cái thế trận này ăn biết bao nhiêu trụ rồi, bên trụ cái vàng trụ bên tôi vẫn còn nguyên mà không win được cái ván này rất là cay luôn nha anh em. Nếu như là thằng Na mà nó có tác dụng xíu rồi ván này nó tôi khỏe rồi. Có một đường top nó đẩy thẳng như thế này mà vẫn thua, không biết như thế nào. Na thì kỹ năng thì không có, thì tôi khuyên một điều là những anh em nào mà mới chơi Na thì nên lên đôi giày đi anh em, lên đôi giày. Đừng có kiểu mà chạy bộ rồi kỹ năng không có rồi bị choáng làm chậm rồi chạy không nổi. Nó rất là tù. Đây. Giao tranh nè. Bắt. Rồi không có thế nữa mày, không có thế vô. Đứng đây coi nào, sợ hở không đây nè, Slim. Slim. Đấy. Nhiều anh em nói là quy về led á là sẽ rất là khó bắt vào chủ lực thì đúng. Phải cho nên thì bù lại thì anh em phải di chuyển thật là rất là khéo. Để bù lại cái việc mà thiếu cơ động của Quy. Nếu mà Quy mà có tốc biến thì cũng rất là ngon. Nhưng mà phụ thuộc tốc biến quá nhiều thì anh em hãy cố gắng mà di chuyển giấu vị trí bọc phía sau đội hình team địch. Mình đánh theo cái thế gọng kìm thì nó sẽ rất là hiệu quả đối với Quy nha. Chứ ai kêu anh em đánh mà anh em lù, anh em lộ vị trí chi cho tướng địch nó phòng thủ. Đẩy lên. Diều dám solo 1-1 tôi mới sợ. Đây nè, vô nè. Bắt được, bắt già. Bắt thằng già. Thằng già, hồi nãy mày ghi mày shut down cái mạng của tao. Ui, né được, né kịp anh em ơi. Đó, đánh dây mà vẫn thua rồi, không hiểu được. Thật sự rất là cay cái ván này nha anh em. Đẩy lính lên thôi. Khi mà bên tướng địch mà ăn được tà thần thì cái việc ưu tiên là đép mấy con tà thần nhỏ, rồi sau đó hãy giao tranh. Chứ đừng mà giao tranh trong lúc tướng địch còn nguyên mấy con tà thần thì sẽ bất lợi rất là nhiều. Mình cứ dọn đường trước cái đã. Nhiều anh em ham giao tranh mà không dọn đường, không đép đường gì hết, đánh rồi thế trận nó thua. Tìm bạn nhào ra đép rất là nhanh nha.
cẩn thận. Trời ơi, thằng Slim nó về led nó bắn mấy con tăng chịu sao nổi, rất là khó chịu luôn. Bán này thì bên mình là Elsu nữa chứ, Elsu thì trong giao tranh tổng thì không có quá là khỏe, tôi vẫn không thích Elsu nha. Thà mà bán này mà có hai gia te hay gì là bắn vô đội hình bên nó rất là ngon luôn. Elsu đây, lên cái giáp kỳ này là chắc 10 thằng Yuka vô không ăn được tôi nữa. Cứ giấu vị trí thôi anh em, anh em chơi nguyên em giấu vị trí nhiều vô đó, giống như hổ săn mồi ấy. Ôi ơi, ăn nguyên cái lao cơ khí luôn. Thôi lùi lùi, nó biết rồi, nó biết tôi đây. Thằng Điền Na nãy giờ cứ chạy lòng vòng không biết làm gì, không có tác dụng gì cả. Thằng già nó thấy tôi rồi, đứng mai phục thôi anh em ơi. Để SP lên mở, mở combat rồi xong. À, thanh niên Na nữa, thanh niên Na báo nữa. Na đã thọt rồi mà cứ thích mở combat anh em ơi. Cái việc của sát thủ là kiểu như là chỉ là nhấp nhả thôi, đừng có nhào vô mà giữa đội hình team địch mà combat. Na máu nó rất là mỏng luôn, mà thanh niên này đúng kiểu là đánh rất là ẩu nha anh em. Cái việc của sát thủ là chỉ là vét mạng thôi, mà nó không hiểu cái chất tướng. Nó mua cái con cái skin kêu luôn chi rồi cho uổng tiền không biết nữa. Cần 4 luôn nè mày, cần 4 luôn. Đằng nào cũng thua rồi nè mày. Đánh rất là quải luôn. Bởi vì tôi đi đơn mà anh em. Đi đơn thì gặp đồng đội không có như ý mình rất là nhiều. Rồi tà thần sắp ra rồi. Gấu nó đẩy dưới kìa. Na chạm chán với gấu lần nữa. Rồi gấu lại giết Na thêm một lần nữa anh em ơi. Anh em thấy không? Thấy cái độ non của thằng Na không? Nãy giờ là bị thằng gấu nó đập đầu hơi nhiều á. Quá là gà rồi. KDA nhiều rồi. KDA của nó nãy giờ là 1-4 rồi nha. Đi rừng kiểu này là chết không chứ. Bởi vậy đâu phải là thấy trang phục đẹp đâu, uy tín đâu anh em ơi. Nhiều khi mấy thằng này nó cày thuê nó bất bẩn á. Nó thích đẹp chứ đánh dở như chó. Team bạn được thế ép rất là dữ luôn. Con gấu nãy giờ nó chỉ đè đúng thằng Na thôi nha. Chứ nó gặp tôi là nó chạy, nó bỏ giò. Co giò nó chạy liền. Nó bắt giò lên cổ nó chạy. Đây nè, tà thần phút thứ 15 ra rồi nè. Team bạn đang ăn nè. Thằng Na pha này Na cướp được rồi, thấy chưa? Na nó quá non luôn em ơi. Không những không cướp được mà còn chết nữa. Thua rồi đó. Thắng bại tại thằng Na. Đó, đồng đội bắt đầu chửi á. Đó. Cái này là cả team chửi nó luôn nè anh em ha. Đánh rất là chán anh em ơi. Thằng này kiểu như là chắc là búp bẩn rồi, chứ mà trình vậy mà sao mà lên được chiến tướng anh em ơi. Thằng này không, chắc chắn là không lên được chiến tướng được. Này là chắc là búp bẩn cày thuê gì rồi. Đó thấy chưa. Chứ nếu mà gặp nàng ta là nãy vô là cướp được con tà thần luôn á. Rồi video này là hết rồi. Cảm ơn anh em đã theo dõi nha. Hẹn anh em clip bữa sau. Clip sau tôi sẽ win. Bye bye.